Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Alex Trung Gaming. Hôm nay mình sẽ chơi Poppy Playtime Forever. Mời các bạn theo dõi video của mình. Ê, nhìn kìa, nó đã mở khóa các bạn ơi. Đây là cơ hội của chúng tôi, hãy lẻn vào trước khi chúng tôi bị phát hiện. Đây rồi, siêu thị Playtime CEO các bạn ơi. Tôi không thể tin rằng chúng tôi thực sự ở đây. Vâng, nó có một sự rung cảm kỳ lạ như vậy. Tôi rất vui vì chúng ta đã mang theo một chiếc máy ảnh các bạn ơi. Những câu chuyện này đúng không? Về AI điều hành nơi này, họ nói rằng nó yêu công ty rất nhiều, nó không rời đi các bạn ơi. Chúng ta hãy lấy đoạn phim mà ra khỏi đây, nơi này khiến tôi rùng mình các bạn ơi. Ok, bắt đầu chúng ta tiến hành trò chơi thôi các bạn ơi. Lấy thẻ màu xanh các bạn ơi. Ok, mình sẽ nhặt thẻ màu xanh lên rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ mở cửa các bạn ơi. Cửa đã được mở, chúng ta tiến vào trong thôi các bạn ơi. Ok, và trên màn hình đã xuất hiện ra AI ô du khách. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng chúng tôi có khách bạn đến tham quan phải không? Ừ, tôi nghĩ chúng ta nên đi. Hãy ra khỏi đây. AI l rời khỏi BB, nhưng AI nói bạn vừa mới đến đây. Wow, cánh cửa kìa các bạn ơi. Wow, chiếc máy ảnh đã bị vỡ rồi các bạn ơi. Trước mặt chúng mình là hai ghi quay ghi các bạn ơi. Vâng, tuyệt vời, bây giờ chúng tôi bị mắc kẹt. Nhìn kìa, đó là phòng thay đồ của nhân viên. Tôi cá là có một chiếc điện thoại mà chúng tôi có thể sử dụng. Trông giống như máy quét có thể kết nối với bộ pin đó. Hãy nhìn xung quanh và xem chúng ta có thể tìm thấy những cục pin không. Ok, chúng ta sẽ tìm pin và mở khóa cửa thôi các bạn ơi. Đây, có một cục pin rồi các bạn ơi. Mình sẽ đặt cục pin vào thôi. Được hai cục pin rồi các bạn. Tìm một cục pin cuối cùng thôi các bạn ơi. Mình sẽ mở cửa ra. Ok, mình đã có thêm cục pin thứ ba và mình đã mở được cửa các bạn ơi. Ok, mình sẽ tới phòng nào đây? Có rất nhiều bóng bay ở dưới đất các bạn ơi, và một gói gáp trang bị. Bàn tay đỏ và bàn tay xanh nằm dưới đất, mình sẽ lượm lên các bạn ơi. Ok, bây giờ mình đã có bàn tay đỏ và bàn tay xanh rồi các bạn. Mình sẽ dùng bàn tay đỏ mở cửa thôi các bạn ơi. Ok, cửa đã được mở rồi các bạn ơi. Bắt đầu chúng ta tới phòng phát điện rồi các bạn ơi. Mình sẽ dùng bàn tay đỏ để lấy điện các bạn ơi. Chuyển qua trụ đèn này thôi. Và trụ đèn tiếp theo thôi các bạn ơi. Và mình sẽ dùng bàn tay xanh để nhấn vào cái nút này thôi các bạn ơi. Ok, cửa đã được mở khóa rồi các bạn ơi. Chúng ta bắt đầu vô một phòng nào đây. Wow, một phòng rất là nhiều đèn các bạn ơi, khu vui chơi. Địa điểm này rất là lớn các bạn ơi. Thấy chưa, tôi đã nói với các bạn rằng nó sẽ rất có giá trị các bạn ơi. Wow, nhiều hộp chữ quá các bạn ơi. Đó là tiếng ồn gì đó? Cầu chị bị nổ các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm 8 hộp cầu chì thôi các bạn ơi. Một hộp rồi các bạn ơi. Mình sẽ mang một hộp đầu tiên về chỗ cầu chì thôi các bạn ơi. 1 trên 8 các bạn ơi. Chúng ta sẽ đến những cái chiếc cầu chì gần nhất thôi các bạn.
Mình đã tìm thấy được một hộp nữa rồi các bạn ơi. Đây và thêm một hộp nữa các bạn ơi. Mình sẽ lấy thêm một hộp nữa rồi mình sẽ quay về trả các bạn ơi. Chết rồi. Mình đang nghe tiếng. Mình đang nghe tiếng của hai cái quay ghi các bạn ơi, nó đang ở phía sau mình rồi. Wow, nó đi rồi các bạn ơi. Hên quá. Mình phải chờ chờ nó đi thôi. Rồi nó đang đi rồi các bạn ơi. Rồi nó đi qua chỗ kia rồi. Bốn chiếc cầu chì rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi lên cầu thang để lấy thôi. Cho nó chắc các bạn ơi, nó đang ở dưới rồi. Wow, chỗ này mình phải nhảy qua. Wow. Ui chết rồi, vẫn bị dính các bạn ơi. Nó nghe tiếng bíp rồi nè. Con hai ghi quay ghi nó sẽ lên tìm kiếm mình các bạn ơi. Hai hộp rồi các bạn ơi. Ui nó lên rồi các bạn ơi, chạy lẹ thôi. Mình sẽ nhảy lên trên này thôi các bạn ơi, nhảy lên cao một xíu. Ba hộp các bạn ơi. Ở đâu rồi? Con hai ghi quay ghi đâu rồi? Ồ trời, ghê quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ chạy xuống cầu thang thôi các bạn ơi. Ồ nó đang lòng vòng bên kia các bạn ơi. Ồ nó nhìn thấy mình rồi. Mình sẽ nhảy xuống thôi các bạn ơi. Ồ nó đi rồi các bạn ơi, mình sẽ chờ nó đi thôi. Chết rồi, nó lại nhìn thấy mình rồi các bạn ơi. Nó đang lên trên rồi. Không, nó lại đi rồi. Hên quá. Nó vẫn lên trên các bạn ơi. Nó cứ lòng vòng đó làm sao mình có thể đưa cầu chì xuống tư. Nó đi đâu rồi? À, nó đi qua kia rồi các bạn ơi. Mình đã được 7 chiếc cầu chì rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm chiếc cầu chì cuối cùng thôi. Đây, mình đã nhìn thấy một chiếc cầu chì đang ở dưới các bạn ơi. Mình sẽ đến đó và lấy thôi. Ok, mình đã có chiếc cầu chì thứ 8 được bạn. Chết rồi, nó ở đằng kia rồi các bạn ơi. Con hai ghi quay ghi. Giọt lẹ thôi. Mình sẽ nhảy lên cao cho các bạn ơi. Đâu rồi? U cha. Giật mình các bạn ơi. Nó ở dưới này các bạn ơi. Mình phải chờ nó đi thôi. Rồi nó đã đi rồi các bạn ơi. À, nó đi đâu vậy? Nó cứ lần vờn đây làm sao mình xuống được các bạn ơi. Mình phải núp nó thôi. Chờ đợi nó đi thôi và chúng ta sẽ mang chiếc cầu chì cuối cùng lại chỗ máy phát điện để mình phát điện thôi các bạn ơi. Mình sẽ đi đường khác thôi các bạn ơi. Hết rồi, nó đã thấy mình rồi các bạn ơi. Giọt lẹ thôi. Mình sẽ núp thôi các bạn ơi. Nó kìa các bạn ơi. Ok, mình đã mở được cửa rồi các bạn ơi. Mình sẽ đi vào trong thôi. Điều đó đã mở cửa nhưng sức mạnh đã không trở lại. Mình sẽ sử dụng bàn tay đỏ để mở cửa thôi các bạn ơi.
Ok, mình đã mở được cửa rồi các bạn ơi. Kết nối với các đường ống với nhau, mình sẽ ném mấy cái Hagiwagi ra các bạn ơi. Đáp với nó là con Hagiwagi sẽ tìm đến mình. Bây giờ mình sẽ phải tìm 7 chiếc ống nữa các bạn ơi để nối ống lại. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ đi lấy ống thôi các bạn ơi. Chết rồi, lại đạp đến chúng cái con hình nộm nữa bạn ơi, nó kêu cái bíp, mình phải đi trốn thôi. Một ống các bạn ơi, mình đã tìm được một ống rồi. Hai ống rồi các bạn ơi, mình chỉ mang được hai ống thôi, mình bắt đầu quay trở lại thôi các bạn và gắn ống vào thôi. Bốn ống rồi các bạn ơi, năm ống rồi, mình còn ba ống nữa thôi. Mình đã thấy hai ống trước mặt các bạn ơi, mình sẽ chạy đến và lấy thôi. Mình quên mất chỉ cầm được hai ống thôi các bạn ơi, quay lại thôi các bạn ơi, trả hai ống lại thôi các bạn ơi. Ok, còn một ống cuối cùng thôi các bạn ơi. Mình sẽ đặt ống cuối cùng thôi các bạn ơi. Ok, có vẻ như đường ống đó sẽ sắp nổ các bạn ơi. Có lẽ chúng ta nên thử kéo những van lớn màu đỏ thôi các bạn. Đòn bẩy được kéo 098, bây giờ mình kéo đòn bẩy một đòn rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ dùng bàn tay để kéo những đòn tiếp theo các bạn ơi. Hai rồi các bạn ơi, ba rồi, bốn rồi, năm rồi, sáu, bảy rồi, mình đã khóa 8 van rồi các bạn ơi. Bây giờ máy đã hoạt động rồi các bạn. Tôi không biết nhưng chúng tôi có thể tìm ra nếu chúng tôi theo dõi nó. Bây giờ đèn laser đã được hoạt động rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xoay thôi. Giải quyết câu đố laser này thôi các bạn ơi. Bây giờ ok, bắt đầu chúng ta tiến ra ngoài và xoay tiếp. Để chúng ta bị mắc kẹt ở những cái đây rồi, chúng ta sẽ xoay ra hướng khác thôi các bạn. Này vào tường rồi. Ok, chúng ta lại đi xoay tiếp cho các bạn ơi.
Ok, đèn đã được mở xanh rồi các bạn. Chúng ta lại đi xoay tiếp thôi. Chỗ này chúng ta bị vướng mấy cái hộp rồi các bạn ơi. Mình phải nhảy lên để cho nó rớt xuống mấy cái hộp thôi. Ok, mình đã phá được hộp rồi các bạn. Bắt đầu mình sẽ lại bật tiếp. Khi nào đèn xanh là được rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục thôi các bạn. Đi tiếp tục thôi các bạn ơi. Ok, chúng ta đã mở được cửa rồi các bạn ơi. Chúng ta tiếp tục đi vào thôi. Nhanh chóng vào trong. Tôi không muốn ở đây lâu hơn. Lấy cái thẻ màu đỏ thôi các bạn ơi. Ok, mình đã có thẻ màu đỏ rồi các bạn ơi. Bạn nghĩ văn phòng của người quản lý nằm ở đâu? Chúng ta sẽ đến văn phòng của người quản lý thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ lên lầu thôi. Chúng ta sẽ chạy cầu thang để lên lầu thôi các bạn ơi. Đây rồi, mình đã tìm được phòng quản lý rồi các bạn ơi. Mình sẽ mở cửa thôi. Ok, mình sẽ tiến vào trong thôi các bạn ơi. Wow, trong phòng này nhiều chiếc ghế các bạn ơi. Chúng ta tiếp tục vào trong thôi các bạn ơi, mở cửa ra thôi. Chúng ta sẽ đi vào đây. Nhìn kỹ có một két sắt kìa các bạn ơi. Tôi tự hỏi liệu điều đó có liên quan gì đến. Nhưng chúng ta cần một mặt bạn ơi, bây giờ chúng ta phải tìm ba cái mảnh ghép để ghép lại cái mặt của hình 2GB thôi bạn ơi. Khi chúng ta ghép được thì chúng ta sẽ có một cái mã code để chúng ta nhấn vào cái sắt thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ba mảnh ghép cho các bạn ơi. Bắt đầu tìm thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ tìm ba mảnh ghép cho các bạn ơi. Mình đã thấy một mảnh ghép rồi các bạn ơi. Thấy mảnh ghép thứ hai rồi các bạn ơi. Mình nhặt lên luôn. Chỉ mang được một mảnh ghép thôi các bạn. Mình sẽ quay trở lại thôi. Ok, một mảnh ghép được rồi các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu chúng ta tìm mảnh thứ hai thôi. Mảnh thứ hai đây rồi các bạn ơi. Mình nhặt nó thôi. Bắt đầu chúng ta quay trở lại và đặt mảnh thứ hai lên thôi. Ok, đã đặt được mảnh thứ hai rồi các bạn ơi. Tiếp tục tìm mảnh thứ ba thôi các bạn ơi. Mình đã thấy mảnh thứ ba rồi các bạn ơi. Nhặt mảnh thứ ba thôi các bạn ơi. Quay trở lại phòng.
Ok, mà mình đã tìm được ba mảnh rồi các bạn ơi, mình đã hợp được hình 2G, YG rồi các bạn ơi. Nút là gì đây? 6094. Mình thử bật 6094 xem các bạn. 6094. Ok, két sắt đã được mở rồi các bạn. Mình sẽ lấy một thẻ thôi. Ta nói là an ninh. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thẻ khóa màu đen này để tắt AI thôi các bạn ơi. Vậy ra thôi các bạn. À, vòng này đã được mở rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ nhấn bàn tay thôi. Khi nào xanh là được. Thì khóa cửa lại thôi. Ok, cửa đã được khóa rồi các bạn ơi. Tôi không thể tin rằng bạn đã rơi cho nó. Là sao? Chúng tôi bị mắc kẹt. An ninh. Đã mở cửa cho con 2GB vô các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải chạy thôi các bạn ơi. Giọt lẽ. Chạy lại thôi các bạn ơi. Mình sẽ chạy đến đây thôi. Và chua thôi các bạn ơi. Wow, mình đã thoát nó rồi các bạn ơi. Bắt đầu chúng ta đến một cái phòng quá trời TV luôn các bạn ơi. An toàn đến đây. Chúng ta phải làm gì để bây giờ các bạn? Chúng ta cần bật màn hình các bạn ơi. À, mình đã có năng lượng các bạn ơi. Và chúng ta sẽ chuyển điện qua bên này thôi. Mình sẽ phá vỡ những cái cửa kính này thôi các bạn ơi. Mình sẽ phá vỡ những cửa kính này để mình lấy điện thôi các bạn. Rồi ok, mình đã phá rồi, bây giờ mình sẽ lấy điện thôi. Truyền qua này thôi. Truyền qua thêm bóng đèn này nữa thôi các bạn. Ok. Ok, mình đã phát được điện rồi các bạn ơi, bật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến gì đây, mình sẽ bấm vào những TV các bạn. Ok, mình sẽ đập vào những cái màn hình TV các bạn ơi. Những hình con AI. Wow, nó nhanh quá các bạn ơi. Ok, mình đã đập xong rồi các bạn ơi. Bắt đầu chúng ta có một con robot AI các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy ủng hộ kênh cho mình bằng cách like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.